những khoảnh khắc chạm vào trái tim người hâm mộ khi nhớ về U23 Việt Nam ở Thường Châu. Hàng triệu người Việt Nam cổ vũ từ quê nhà. Tại vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu, dù không thể mang về chiếc cúp tầm châu lục đầu tiên trong lịch sử, nhưng hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam đã thực sự khơi dậy niềm cảm hứng lớn lao cho cả một dân tộc. Người hâm mộ cả nước đã cùng nhau hòa chung hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó nổi bật là không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của cơn bão U23 trong thời gian đó. Cầu thủ Việt Nam cào tuyết cho Quang Hải đá phạt. Phút 41 trong trận chung kết U23 châu Á, Công Phượng mang về quả đá phạt cho U23 Việt Nam trước khu vực cấm địa. Bỗng dưng không ai bảo ai, các tuyển thủ Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy đứng gần chấm đá phạt, vội vã ngồi xuống cào đống tuyết trắng trên sân bóng Thường Châu. Và không phụ lòng các đồng đội, Quang Hải đã tạo ra một tuyệt tác cầu vồng tuyết tại Thường Châu. Cảnh tượng xúc động này cũng đã lay động hàng triệu cư dân mạng và nhiều hãng thông tấn quốc tế. Đó là khoảnh khắc về tinh thần đoàn kết, tình đồng đội chung tay cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Bàn gỡ hòa của Quang Hải vào lưới Uzbekistan sau đó được bầu chọn là đẹp nhất vòng chung kết U23 châu Á. Mới đây khi nhận giải bàn thắng đẹp nhất từ AFC, Quang Hải đã kể lại những kỷ niệm đáng nhớ. Bàn thắng là biểu tượng đẹp nhất vì đồng đội đã lấy bàn tay họ cào tuyết cho tôi lập công. Khi trái bóng cuộn vào khung thành, mọi thứ đều vỡ òa. Khi nhìn lại những tấm hình ấy, tôi vẫn cảm thấy hừng hực. Bàn thắng ấy không chỉ là của tôi, đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Lương Xuân Trường ôm áo ấm cho các đồng đội. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn không thể nào quên được trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Đây có thể được xem là trận đấu mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một trong những hình ảnh đẹp nhất trong trận đấu ấy là hình ảnh đội trưởng Lương Xuân Trường ôm áo ấm cho các đồng đội dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Cụ thể, sau khi thực hiện thành công cú sút phạt penalty của mình, Xuân Trường đã xin phép trọng tài để vào khu vực lấy áo khoác vì sợ các cầu thủ bị cảm lạnh. Nhìn hình ảnh Xuân Trường lặng lẽ đi vào và trở ra với đống áo phao to sụ trên tay và phát cho từng người khiến ai nấy đều cảm động. Huấn luyện viên Park Hang-seo bật khóc khi nói về mẹ. Ngoài tài cầm quân trên sân cỏ, huấn luyện viên Park Hang-seo còn được nhiều người biết đến là một người sống rất tình cảm, coi trọng gia đình và đặc biệt là tình yêu lớn với người mẹ già 97 tuổi ở quê nhà. Sau trận thắng Iraq ở U23 châu Á, huấn luyện viên Park bật khóc khi chia sẻ với báo chí rằng mình rất nhớ gia đình sau một thời gian không được gặp người thân. Tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ tôi, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Dù nhớ mẹ cùng gia đình, nhưng chiến lược gia người Hàn vẫn dành trọn thời gian, công sức và tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Chính điều này khiến cho huấn luyện viên Park chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Việt Nam. Trận chung kết U23 châu Á diễn ra giữa Việt Nam và Uzbekistan không những làm cho hàng triệu người Việt Nam tự hào mà nó còn khiến cho hàng tỷ người dân thế giới phải ngả mũ thán phục. Khoảnh khắc trung vệ Đỗ Duy Mạnh leo lên ngọn núi tuyết trên sân vận động Thường Châu để cắm lá cờ Tổ quốc, rồi cúi đầu chào khiến cho bất kỳ người Việt Nam nào cũng phải nghẹn ngào. Giữa cơn mưa tuyết trắng xóa, lá cờ Tổ quốc ngạo nghễ bay trên màu trắng của tuyết vô cùng nổi bật, như tượng trưng tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ.